Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tuyên chiến với quốc tế khi thông qua đạo luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Quốc hội Trung Quốc vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 đã gần như nhất trí hoàn toàn thực hiện tiếp tục thông qua việc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông với 2.878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Truyền thông mô tả các nhà lập pháp tham dự phiên họp quốc hội tại Đại lễ đường Nhân dân đã vỗ tay không ngớt khi kết quả bỏ phiếu trực tiếp được cho hiển thị trên màn hình lớn. Quyết định này của Quốc hội Trung Quốc được coi là lời tuyên chiến với thế giới dân chủ bởi đạo luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông đe dọa trực tiếp quyền tự trị của đặc khu hành chính này. Văn bản vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua có tên gọi chính thức là Quyết định của Quốc hội về việc xây dựng kiện toàn, chế độ, pháp luật và cơ chế thực thi về bảo vệ an ninh quốc gia của đặc khu hành chính Hồng Kông. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bấm nút biểu quyết về dự thảo luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông vào ngày 28 tháng 5. Trên cơ sở quyết định này, Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc soạn thảo và có thể ban hành các luật liên quan trong một vài tuần tới mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Luật an ninh Hồng Kông nhằm ngăn cản, chặn đứng và trừng phạt mọi hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia như các hoạt động ly khai, lật đổ chế độ, khủng bố và sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài. Luật này cũng sẽ cho phép các cơ quan trực thuộc Bắc Kinh thiết lập cơ sở tại Hồng Kông. Nhật báo Pháp Le Figaro nhận định quyết định ra luật của Bắc Kinh là một bước tiến dài của cường quốc thứ hai trên thế giới nhằm kiểm soát trên thực tế thành phố cứng đầu, nhằm thách thức Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế ngay trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhật báo Pháp cho rằng việc Bắc Kinh phải trực tiếp ra luật về an ninh Hồng Kông cho thấy sự thất vọng của chế độ Tập Cận Bình trước cuộc kháng cự ngoan cường của người dân Hồng Kông chống lại các sự can thiệp ngày càng mạnh từ phía nhà lãnh đạo độc đoán nhất trong lịch sử Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Đây là hình ảnh người biểu tình Hồng Kông chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đối mặt với cảnh sát vào ngày 16 tháng 6 năm 2019. Nhà Trung Quốc học Peter Hayes tại Đại học Manchester nhận xét Bắc Kinh lo ngại diễn biến tại Hồng Kông hiện nay khiến tình hình xấu hơn hẳn so với một năm về trước. Cuộc kháng cự của phong trào dân chủ Hồng Kông khiến kế hoạch phục hưng dân tộc chủ nghĩa của Tập Cận Bình lâm vào thế khó. Bắc Kinh cũng không còn kiên nhẫn trước việc chính quyền đặc khu không đủ sức áp đặt các đòi hỏi của Trung ương về một luật an ninh quốc gia từng được đưa ra vào năm 2003. Chính quyền đặc khu phải rút lại do bị công chúng cự dữ dội. Nhà Trung Quốc học nhấn mạnh rằng là phong trào đòi hỏi độc lập cho Hồng Kông đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc mất đi uy tín trong con mắt của đông đảo người dân Trung Quốc vốn có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa sâu đậm. Nhà Hán học Pháp Jean Pierre giảng dạy tại Đại học Baptiste Hồng Kông cũng cho biết là việc luật mới dự kiến sẽ áp dụng vào thời điểm tháng 9, tức là trước cuộc bầu cử Nghị viện Hồng Kông, có thể coi là một can thiệp đúng lúc nhằm giúp Bắc Kinh loại bỏ một số nhân vật cứng đầu trong số các ứng cử viên vào nghị viện, giảm bớt nguy cơ đại bại mới của các đảng phái thân Bắc Kinh tại Hồng Kông. Điều này như từng diễn ra trong cuộc bầu cử cấp địa phương vào hồi năm ngoái. Nhà văn tự do Hồng Kông Hầu Trấn An thì lại cho rằng có hai lý do khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc gấp rút thúc đẩy luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh bản đồ Hồng Kông. Ông phân tích, ưu thế của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nhờ vào cộng đồng người Hoa di cư đã phát triển mạng lưới cơ mật trên mọi ngóc ngách trên thế giới, đồ sộ đến khủng khiếp. Có thể kể tới là các mạng lưới như tình báo, gián điệp, nghe trộm, theo dõi, tuyên truyền, truy bắt, đánh cắp, ám sát, hối lộ, rửa tiền bẩn, tin tặc. Các mạng lưới bí mật này do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát nhằm vào các mục đích như ngăn gây ra sự răn đe với các an ninh quốc gia của các nước khác, bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc, bảo vệ quyền lực chính trị của họ, tức là bảo vệ sự an toàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì quen với con đường như vậy, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc rất lo lắng rằng bất kỳ quốc gia nào khác mà cũng có thể học theo cách của họ để chống lại họ và lật đổ họ. Cho nên, đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì luật an ninh quốc gia quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Trong khi Hồng Kông là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà từ xưa đến nay nằm ngoài phạm vi chế tài của luật an ninh quốc gia, đó là nơi duy nhất ở Trung Quốc mà tất cả các quốc gia thù địch với Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể áp dụng cách làm mà họ có thể chống lại. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc xem Hồng Kông là một lỗ hổng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc,
là cái bẫy gây nguy hiểm cho an ninh chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, họ bằng mọi cách phải gấp rút thực thi luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, bất chấp thực trạng tồi tệ của dịch viêm phổi Vũ Hán cũng như suy thoái kinh tế, không quan tâm đến liệu phe thân Đảng Cộng sản Trung Quốc có đại bại hay không trong kỳ bầu cử Hội đồng lập pháp Hồng Kông vào tháng 9 năm 2020. Cái lý do gọi là ngăn chặn bạo lực và hỗn loạn chỉ là để bịt tai che mắt mọi người, chỉ là cái cớ để hạn chế phần nào nghi ngờ và cảnh giác của các cơ quan tình báo các nước địch thủ. Như vậy, động cơ rất rõ ràng, đó là ngăn chặn tất cả các quốc gia thù địch đứng đầu là Mỹ dùng địa bàn Hồng Kông để hoạt động gián điệp và thu thập thông tin tình báo nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tạm thời cho đến nay, Hồng Kông vẫn là một cảng tự do hoàn toàn mở. Đây không chỉ là một trung tâm tài chính quốc tế, không chỉ là nơi sinh hoạt, hoạt động rửa tiền, sôi động, đây còn là một trung tâm tình báo quốc tế, là nơi ẩn náu ưa thích của nhiều người tị nạn chính trị. Đây cũng là một nơi hoạt động, sôi động của tình báo quốc tế. Cho nên, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thấy Hồng Kông là một lỗ hổng nghiêm trọng, càng ngày càng lo khu vực này trở thành căn cứ của các nước thù địch chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, họ không thể kiên nhẫn chịu đựng được nữa, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, phải ngay lập tức bịt kín lỗ hổng này. Lý do thứ hai ông đưa ra đó là thuyết âm mưu cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhắm tới việc hưởng lợi từ thị trường chứng khoán Hồng Kông. Đây là hình ảnh Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Ông viết tiếp như sau. Ngoài ra, trong các thuyết âm mưu có một quan điểm cho rằng thị trường chứng khoán Hồng Kông đã nằm trong mục tiêu đầu cơ từ việc ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Điều này sớm đã có trong dự liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên họ cũng tính toán thu về lợi ích lớn thông qua việc kiểm soát thông tin liên quan. Vì vậy, tác giả bài này có lý do để tin rằng hai tuần trước khi đạo luật được công bố, nhiều tổ chức và cá nhân có nguồn góp vốn từ Trung Quốc đại lục đã dần dần bán tháo ra nhằm tận dụng thời cơ thị trường chứng khoán Hồng Kông vào ngày 22 tháng 5 tiến gần về đáy để mua vào và sau đó chờ đợi một tin vui từ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có lời không lâu sau đó, khiến thị trường chứng khoán hồi phục và tăng cao trở lại để phát tài. Tin vui là có thể luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông không thể được thực thi hoặc bị tạm thời đình chỉ hoặc thậm chí bị hoãn vô thời hạn. Ngay cả khi không có tin vui từ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chờ sau một thời gian khi thị trường tiêu hóa xong thực trạng xấu ấy cũng sẽ dần dần hồi phục trở lại. Lúc đó các tổ chức và cá nhân có nguồn vốn, góp vốn ở Trung Quốc cũng có thể thu về lợi nhuận rất lớn. Nhưng ngay sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua đạo luật an ninh quốc gia này cho Hồng Kông, Bắc Kinh đã phải đối phó với áp lực ngày càng tăng của quốc tế. Đây là hình ảnh chụp thông cáo chung của bốn nước gồm có Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc về Hồng Kông. Ngay trong ngày 28 tháng 5, bốn nước gồm có Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc đã ra một thông cáo chung lên án Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc sau khi nước này thông qua đạo luật về an ninh quốc gia cho Hồng Kông, nhằm đáp lại các cuộc biểu tình rầm rộ vào năm ngoái tại đặc khu hành chính này. Bốn nước phương Tây này bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của họ về một đạo luật sẽ hạn chế quyền tự do của người dân Hồng Kông và làm xói mòn nghiêm trọng niềm tự trị và hệ thống đã giúp cho vùng lãnh thổ này thịnh vượng như thế. Theo hãng tin AFP, các nguồn tin ngoại giao vừa cho biết là Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thuyết phục được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc thảo luận không chính thức trong một phiên họp kín và qua video về tình hình Hồng Kông. Vì là cuộc họp không chính thức, nên các thành viên của Hội đồng Bảo an có thể đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau và trên nguyên tắc Trung Quốc không thể ngăn cản được cuộc thảo luận này. Vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2020, Bắc Kinh đã chống lại việc tổ chức một cuộc họp báo chính thức của Hội đồng Bảo an mà Washington đã khẩn cấp yêu cầu để bàn về Hồng Kông. Lý do mà Bắc Kinh đưa ra là Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Theo các quy định được ban hành trong thời gian có dịch viêm phổi Vũ Hán, các cuộc họp chính thức của Hội đồng Bảo an chỉ có thể được tổ chức khi có sự đồng thuận của toàn bộ 15 thành viên. Bình thường mà ra, một thành viên của hội đồng muốn ngăn cản một cuộc họp chính thức phải thu được 9 trên 15 phiếu trong một cuộc bỏ phiếu về thủ tục. Sau khi Anh, Mỹ, Úc và Canada công bố lên án chung đối với luật an ninh Bắc Kinh, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã tuyên bố Vương quốc Anh có thể cấp cho người mang hộ chiếu Anh ở nước ngoài BNO ở Hồng Kông một con đường để có quốc tịch Anh nếu Trung Quốc không đình chỉ các kế hoạch thông qua luật an ninh quốc gia. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngay trước thời điểm đưa ra tuyên bố hỗ trợ người Hồng Kông. BNO được Anh cấp cho người dân ở Hồng Kông trước khi chuyển giao cho Hồng Kông
cho Trung Quốc vào năm 1997. Thông báo về việc có thể có sự thay đổi trong chính sách, ông Raab cho biết giới hạn 6 tháng đối với các lần lưu trú tại Anh đối với những người có BNO sẽ được hủy bỏ. Ông nói, nếu Trung Quốc tiếp tục đi theo con đường này và thực thi luật an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ xóa giới hạn 6 tháng đó và cho phép những người mang hộ chiếu BNO đến Vương quốc Anh và nộp đơn xin làm việc và học tập trong thời gian 12 tháng. Và chính điều này sẽ cung cấp một con đường để trở thành công dân tương lai của nước Anh. Trước đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng cho hay vùng lãnh thổ Đài Loan sẽ lập một kế hoạch hành động hỗ trợ người dân Hồng Kông trong bối cảnh tình hình Hồng Kông căng thẳng vì kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh bằng việc hỗ trợ nhân đạo dành cho người dân Hồng Kông. Theo đó, họ có thể cư trú, làm việc và sinh sống ở Đài Loan sớm nhất như có thể. Trong một bài phỏng vấn với nhật báo Pháp Le Figaro, ông Stephen Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ, đã so sánh Hồng Kông hiện nay với nước Tiệp Khắc và nước Áo vào thời điểm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Chính trị gia người Mỹ cũng kêu gọi người Pháp hãy nhớ lại những cái giá phải trả cho việc các nước Tây Âu nhắm mắt làm ngơ trước việc phát xít Đức xâm chiếm hai quốc gia nói trên. Theo ông Stephen Bannon, nếu phương Tây làm ngơ trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc từ bỏ các cam kết duy trì một Hồng Kông tự do và dân chủ, thì không có gì có thể dừng chân họ lại. Tiếp theo Hồng Kông sẽ là Đài Loan, và chúng ta chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh thực sự để bảo vệ Biển Đông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc tuyên chiến với quốc tế khi thông qua đạo luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.